Chào anh em quay lại kênh bán hàng bảy nhịp của em hôm nay ha. Hôm nay thì mình lên một số món hàng mình bán cho nó hết luôn ha. Này là một cái cây bẻ hôm bụi lười cưa của cái anh gì ở bên Trần Bình Trọng quận 5, anh mua mình cũng khá là lâu rồi. Thì anh trả về lúc nào mà mình cũng không biết, không quản lý được nữa. Thì hôm qua đi ra bưu điện thì mấy em bưu điện mới trả lại ha. Anh em nhìn cái chắc nó còn rất là đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn á. Đó, chắc nó cỡ đó mà em bán ảnh 200.000, anh còn để cho em bị ship đi ship về nữa ha. Hôm nay thì nó vẫn là vậy thôi, mã số 1 giá 200 một cây bị hôm cực kỳ đẹp nha. Mã số 2 là một cái mỏ hàng hoa xanh ti sứ của Nhật đây ha, ti điện chở nó bằng sứ ha. Đó, đây cái ti điện chở nó bằng sứ nè, cái ti nó bằng sứ nè, 400 độ, 100V, 15W. Cây này hàng chì 1 ly ha, 1 ly vô tư. Thì anh em cứ nghĩ đi, đồ Nhật của nó là nó hàng 1 ly thì ok đó ha, còn nguyên đai nguyên kiện nguyên ấy. Rồi khuyến mãi thêm cho một cái cục adapter của Bon DC gắn xe hơi ha, điện đầu vào 12V, 12V, 24V thì nó ra 12V, 2.1A, 10A gì đó. Đó, tặng anh em về ấy ha. Rồi mã số 2 bán giá 200, 150k nha, 150k. Mã số 3 là một cái cây thước mài, cây thước đo góc mũi khoan mày bán á. Đây, cái này anh em cơ khí rất là rành luôn. Naka Sanjo Tokyo gì đây ha. Bên đây nó vừa đo góc nè. Nó vừa đo góc. Nó vừa đo góc. Rồi nói chung đo đủ thứ hết, anh em làm cơ khí sẽ biết. Mình thì không phải dân cơ khí nên mình không có múa được. Đây 200k mã số 3. Cái đó để nó đo góc mũi khoan một tiện gì đó anh em. Mã số 4 là một cái cây đục góc. Đục góc V của Nhật. Có hiệu bầu hồ lô. Một bên là 2 sen, một bên là 3 sen. Đây chiều này là 3 sen nhé. Chiều này là 3 sen này, 3 sen. Chiều này là 2 sen. Tổng chiều dài của cây đục này là 28 cm. Có mọc chữ rất là đẹp luôn. Cái này hồi giờ em đi em thấy nó hơi bị hiếm đấy nha. Cái cán của nó cũng rèn rất là đẹp luôn nè, hình bát giác có cắt. Rồi, cái này 250.000 cho mã số 4. Mã số 4 250. Một cái cây đục góc ha. Đục zin đó anh em. Mã số 5. Cây rút ri vê hiệu con tôm hùm lobster của Nhật rất là đẹp luôn. Zin. Lobster đầu zin. Còn bấm rất là ngon. Để em coi thử ra. History. Đây ha anh em. Đây nha. Mình bấm này, mình mở cho mình bấm này. Còn rất là ngon này. Bữa thì mình không có bỏ vô mình thử á, anh em sợ hai cái cắt này. Đó, hai cái là cắt thôi.
Nhà đinh. Đây. Anh em nhìn cái đường cắn của nó nè. Nhìn cái đường nó cắn nè. Đều hai bên rất là đẹp ha. Đó. Làm lại cây nữa. Tại vì mình làm cái gì mình phải test hết. Thì anh em mới thấy được đó. Một cái nè. Còn khá là cứng cáp á. Hai cái đứt nè. Có cái gì đâu đó, còn khá là ngon và êm ha. Rồi hôm nay bán con này vậy? Mãi số con này số mấy rồi? 1 2 3 4 1 2 3 4 số 5 đi. Mãi số 5, con này bán giá 400.000 nha. Số 5 400. Số 5 400 nha. Mã số 6. Một cái cây cắt ton của Mỹ. Cắt ton của Mỹ. Cán hơi dập tí xíu. Nhưng mà đâu rồi, cái chữ đây. Đây. Lấy nét cho này ha. USA ha. Level. Đi. Kiếm cái cây nhôm em cắt. Rồi chơi đi. Im lặng một chơi đi nha. Đây, đây là cái cây V thông thường, V nhôm đây. Mình cắt thôi. Đây này. Tại vì nó xẹp đó. Bây giờ mình banh đây. Mình banh nó giống như là V bình thường. Rồi thì mình cắt thôi. Mình cắt cũng bình thường thôi. Anh em nhìn đường cắt đó ha. Để cắt đôi luôn nè. Đó là mình cắt đôi luôn. Rồi cái này của Mỹ nha. Cái này của Mỹ nha nè. Rồi USA nè. Cái này bán giá 400k không. Số 6. Sắm 400k. Số 7. Một cái classic của hãng Kipper. KB1 Kipper là một hãng của Đức nghe nè. Kipper nó là một hãng của Đức. Nhưng cái cây này là cái cọng xích nó là của Nhật nha. Kipper anh em lên mạng anh em tra thì nó là của Đức ha. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này chưa có sử dụng luôn. Đăng cỏ nó đây. Nó khác với cây của Nhật. Cây này là nó có cái đồ kẹp cái cọng đi sơn. Nó kẹp vào tự động luôn. Anh em đưa đồ vô đây móc này. Thấy không? Anh em bắn này là tự nó kẹp vô luôn ha. Đó, Kipper. Nhưng mà cái cây này nó sử dụng cái cọng sơn của Nhật anh em. Nó sẽ sử dụng cọng sơn của Nhật. Nhưng cái cây Kipper thì thương hiệu Kipper là thương hiệu của Đức ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đáng giá để anh em sưu tầm luôn. Rồi cây này thì nó dài được nhiêu,
tổng dài nó là 33 cm cộng dây xích nó là 40. Cái này bán giá 350.000 đi. Rồi cái mã số 7 đi. Số 8 là hai cái cây cắt chân linh kiện bằng thép không rỉ của Top, hai cái kìm cắt linh kiện ha, Top da băng rất là đẹp, stainless cả hai cây, miệng đây cắt rất là ngon. Anh em cắt chân linh kiện hoặc là anh em cắt dây dây nhựa đâu cũng được nữa. Thì cặp này bán giá 150 hai cây ha. Cho nó là mã số 8. Đừng có, chỗ ba đang làm việc. Mã số 8 hai cây 150. Số 9 cục đe. Cục đe. Cục đe 20 8 55 tổng chiều dài 20 cm. Rồi. Cục đe bằng gan hay gì đó của Nhật bán 700, mã số 9 750. Cục này tới mấy ký lận ha anh em, 3-4 ký vậy đó. Đưa thước cho ba. Mã số 10 Eto Aeron. Eto Aeron kẹp bàn màu đỏ, có hàm bảo vệ bằng xốp. Thì hàm của hàm xịn của nó thì rất là đẹp rồi ha. Rất là đẹp. Nhưng nó con này người ta làm á, người ta chế cái hàm bảo vệ bằng nhựa hay bằng gỗ gì của nó này để nó kẹp mấy cái đồ mà nó không có dấu á. Thì anh em khỏi chế về không thích thì em gỡ này ra. Con này hàm của nó là hàm đây nè, Eto Aeron nè ha. Aeron thì con này hàm 63 made in Japan. Aeron thì nó cũng Japan ha. Con này bán giá 550. Số 10. Và số 10 550. Mã số 11 con Aeron hít kính của Nhật. Thì con này anh em làm ở đâu anh em đem tới anh em đè anh em hít di động hít. Con này rất tiện dụng để cho mấy anh em làm mấy cái đồ nhỏ. Đây made in Japan. Có cái lỗ đây là cái lỗ của cái tay này nha, chứ không phải là nó bị mất linh kiện đâu. Hàm thép đen. Đưa cái thước lên cho ba nè, con này cũng Aeron luôn ha.
Heron luôn đó. Con này thì nó có mấy cái khe, mấy khe để anh em kẹp mấy cây tròn á, kẹp đứng hoặc là kẹp ngang. Nói chung hàm nó rất là đẹp luôn anh em. Còn này em bán 500 thôi nha. Đưa cái thước lên cho ba con, đừng có lái do sao kéo bằng keo rồi của ba gỡ giúp tùm lum tùm la vậy. Muốn gì trời ơi, những keo này nó mất tiền lắm á. Hàm nó cũng hàm 63 luôn ha, nhưng mà nó bằng nhôm mới kính rồi. Con này bán mã số mấy rồi? Mã số, mã số 11. 500 đi. 11. Mã số 11 500k. Mã số 12 là một cái đế ghim mũi khoan. Có nhiều mũi khoan đây, anh em thì ghim lên đây hết. Thì nó sẽ từ 1 ly ha, 1 ly tới 6 ly rưỡi. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 nè. Rồi 2 nè, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 á. Nói chung là từ 1 tới 6 thì cái này nó 60 mấy lỗ anh em. Cái đế rất là bờ rồ, rất là đẹp luôn. À, để này bán 400 nha. Để số 12. Mùa đây mùa dịch, mấy em nhỏ không có đi học, mình ở nhà mình giữ. Rồi mã số 14, một cái cây cưa ARS của Nhật made in Japan, rất là đẹp luôn, lưỡi rất là đẹp luôn, lưỡi long lanh luôn, hầu như chưa sử dụng, chưa sử dụng ngày nào. ARS đó, cái anh gì hôm bữa anh điện thoại mình, anh chốt xong rồi anh không gửi tin nhắn luôn, mình chờ tới hôm nay luôn nên thôi mình chờ. Nè anh em mở ra tự nó cài thôi ha. Rồi cho nên nó rất là chắc chắn luôn. Cửa này bán 250 mà số 14. 250 mà anh em không mua là hơi tiếc đó nha. 14. Nó mới gần như là len keng luôn á. Mười lăm bán rẻ luôn cây tân tô này. Anh em là thích siêu tầm hay chơi gì đó ha, 15 cây tân tô rất là đẹp, bán giá cởi quần luôn, cởi quần lú chim luôn, dài 30, lưỡi 18, bản 3, dài 5, hai lớp, bán 300 thôi, cho nó trôi luôn, để làm gì đâu. Mã số 15, 300k. Lưỡi tân tô của Nhật ha. Bữa này đi câu cá, đi phượt cũng ok. Mã số 16, một cái dao đi cắm trại. Dao này rất là xịn luôn. Ba lớp, cấu trúc hình thoi, dáng cong, dáng nó cong nha anh em, cán nó rất là ok. Rồi cái này bán giá 400 nha. Mã số 16, cái này chỗ điểm dày nhất thì nó dày 7 ly ha, 7 ly, tổng chiều dài là dài tổng thể là 33. Lưỡi của con này là lưỡi 18 ha, bản 3 sen, dán 400. Mã số 17, một cái cây dao đi rừng, chặt củi,
bữa củi trẻ tre đó ha. Cái này là full full cán ba lớp nha, có mọc đây, dài tổng của nó là 41, bản lưỡi bản của nó là 8, con này dày 8-9 ly đây ha, dày 8 ly thì thường người ta sẽ quấn dây lên tới đây ha, đó là cái dây dây dù á, nó quấn từ này lên tới này, ta cầm cho lên tay thì thường mấy cây này nó là vậy nha anh em đó. Rồi cây này bán giá 550 cho mã số 17 trật tự. Mười bảy bán giá 550 nha, hàng độc thép xịn nha. Rồi hai nữa anh em dùng cái cây này để bổ đầu bò, đầu heo, xương bò, xương heo thì được luôn ha, rất là tốt ha. Mã số 18 là một cái cây dao đi rừng rất là dữ luôn, thép gì thì không có rành, nhưng mà hàng thắt tay thủ công, nó có chữ Masa ra mà không biết cái gì Masa nữa ha, Masa ma xéo gì đó, rất là đẹp luôn. Cán thì đây mới có giá luôn, rất là đẹp. Tổng chiều dài của cái cây này là 36 cm, cái lưỡi của này là lưỡi 14, bản của nó là bản 7 nha, con này nó dày 7 mm ha. Thì có một số anh em mà yêu hỏi em là cái cây này cái lưỡi 14 nó ngắn quá, có cây nào lưỡi 18-20 không, thì thưa luôn là mấy cái dạng này ha, dạng dao trẻ này, dao này là trẻ, để trẻ xuống nó tách ra thì nó không có cái lưỡi nào mà quá 15 cm, anh em cũng lắm thì nó là 15 thôi, còn lại là đa số 14. Từ xưa tới giờ là em làm 14, em chưa bao giờ em thấy cây nào mà nó 16, 17, 18 hết. Rồi cây này bán giá 650.000, mã số 18. Đấy, cây này nó xịn lắm anh em ơi, rất là xịn sò luôn á. Mã số 19, một cái cây dũa Shinto. Shinto rất là đẹp. Thì anh em đây Shinto, này là dũa kim loại ha, dũa gỗ được luôn. Anh em thích thì anh em mở ra anh em xay chiều, xài hàng thô, anh em mở ra xong anh em đóng lại thôi, anh em dặn này lại rồi cứ thế mà xài thôi ha. Rồi muốn mịn hơn thì đổi lại thôi, đơn giản, nó cũng đơn giản thôi, không có gì đắt đó hết. Cái vũ Shinto này bán giá 250.000, mã số 19. Mã số 30, một cái cây cặp bổ rất là xịn sò của chay mát. Chay mát rất là xịn sò luôn, rất là đẹp, đẹp lên cái xe ben luôn, sai khủng luôn. Đây cái lỗ vô đây không ăn thua đâu, anh em muốn nó biến mất thì em làm cho nó biến mất, cái lỗ của nó chưa được nửa ly nữa ha, khép lại nè, nó không được nửa gem nữa, nhưng mà bổ thì nó không ăn thua. Thì quấn giấy lại, em quấn giấy này em cắt cho mấy anh em xem nè, nó rất là mới, cái đó rất là mới, rất là đẹp luôn, giá mới của nó thì cũng căng luôn. Đây cạp cho anh em xem nhé, nè ngọt không, thấy hầu như là cái này cắt rễ được luôn ha, vừa cạp bổ vừa cắt rễ vừa ấy, nó rất là mới luôn anh em. Cái này
Nè, nhìn cái miệng đó, nó bị cắn tí đồ nghề thôi, chứ thật sự cái này chưa có sử dụng lần nào hết trơn á. Tổng chiều dài nó là 27 cm, 50. Cái miệng ngang của nó là 20. Cái này đã 900.000 nha, 900.000, không phải nữa là hết giá rồi. Đây là mã số 8. Mã số 20. 20 900 nha. 900.000. Hầu như chưa có sử dụng luôn á. Cũng hiếm có, cái tay cầm bổ như thế này rất là hiếm có. 21, một cái cây cắt cành size 20, tán đồng. Size 20 tán đồng. Đây, những đường kéo nè, và cắt rất là ngon. Để cắt kéo ra đây. Cái này 400. 21 400. Con nó sức vô tay chết đó con à. Cái này rất là đẹp luôn nha. Này rất là đẹp luôn. 22 size 20. Size 20. Chữ gì đó, một chữ đó rất là đẹp luôn. Rồi cái này nên nhìn lưỡi nó ha. Cái này 450 nha. 22 chung tiền nào của đó ha, giá chắc tại kiểu chắc nó lụng hay con á. 23 size 20 khóa móc. Cái chữ ha, cái chữ này là cái chữ ký hiệu của cái chữ thép giấy xanh của Nhật ấy nha. Nhưng mà nó không biết nó phải không ha. Tại vì bên đây nó có thêm một cái dấu chữ V nữa. Nếu nó không có chữ V thì nó phải, mà tại nó có chữ V. Thì không biết cái tên của cái này là tên hay là chữ mộc. Cái này size 20. Size 20 lưỡi kéo đúc. Cái này 400 nha. Mã số 23 400. 42 23. Mươi ba 400 nha. Hai mươi bốn đẹp luôn, cái này đẹp, đẹp long lanh luôn ha. Cái này đẹp long lanh luôn, không móc, tán đồng, lưỡi. Cái này 500 nha. 24 24 500. Bắt đầu từ hết clip này là qua clip sau kéo cái cành nó sẽ không còn giá này nữa ha anh em, nó sẽ tăng giá nha. 20 mấy rồi. 24 25 size 20 khóa da lưỡi full mọc, full lưỡi đẹp. Cái này 450. Size 20 450. Và số 25 lấy ra con. Mươi 450.
bắt đầu qua cái clip sau là giá kéo nó khác anh em, là nó tăng lên nè, kéo giờ ra bạn mua cũng 400 hơn 400 cây rồi, 26 kéo đúc phun lưỡi hóa da em mọc dán dán hít mũi hít 450.000 26 27 size 18 27 size 18 mọc chữ kéo chuẩn đẹp. Cây này giá 400 đúc hai mươi tám cũng là một cây kéo đúc. Cây này con tán nó xấu nha, nhưng mà cây kéo nó rất là đẹp luôn. Nó em nói trước con tán nó rất, con tán nó xấu, cho nên em sẽ bớt cho anh em giá 50.000. Còn ở phía bên sau cây kéo nó rất là đẹp luôn ha, tán đồng. Đó, anh em không quan tâm hình thức thì ok. 28 bán cái này 350, bớt 50.000 là tại con tán nó xấu thôi ha, nhưng mà cái chất kéo nó còn khá là ok nha anh em. 28 350 đó, thì có cái lỗ tán này thôi, còn lại là cái kéo nó rất là đẹp luôn. Tại vừa tay 29 cũng là một con tán đồng, con này của hãng gì NK của Nhật này, hình chiếc lá cũng lạ này, full full lưỡi rất là đẹp, nó sẽ nhúng dây da tán đồng, ký hiệu lưỡi rất là đẹp luôn. Cái này 400 size 18 29 size 18 ha, 18 năm á, gần 19. 29 rất là đẹp luôn, 400k. Kiếm cái gì nữa bán cho đủ 30 mã. Bao nhiêu phút rồi? 33 phút. Rồi. Bán con này to đây đi. Nghe tô này đang tính không có bán, nó tính để xài, rất là đẹp luôn. Aeron chưa sử dụng bao giờ, còn cái phun cái lớp nhựa để bảo vệ, hàm của nó là hàm 10, dài tổng thể 30-20-25, cao 16, nặng 8kg. Aeron 4 in 470, made in Japan, hàng rất là đẹp, hàng chưa sử dụng, chưa qua sử dụng ha, chưa qua sử dụng một ngày nào hết. Con này Aeron hàng siêu tầm, anh em thích vệ sinh thì cứ báo em sẽ vệ sinh cho anh em với cái vệ sinh đẹp nhất. Con này thì hàng bọng thì khỏi phải coi đi, hàng chưa có sử dụng, mã số 30, giá 2.1 triệu, chuyển khoản bao ship. Clip đến đây xin tạm kết thúc. Xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại các anh em trong clip ngày gần nhất của em ha. Rồi, xin chào. Rồi. Mình quay kỹ con Aeron cho mấy anh em xem. Nó đẹp tới mức độ như vậy. Hàng bọng chưa bao giờ sử dụng một ngày. Sơn dinh từ trên đét đằng đẹp luôn. Đen
là nó còn cái lớp nhựa thông để bảo vệ nó này ha, cái lớp chống rỉ á. Rồi 2.1 triệu ha. Xin chào tất cả các anh em.